Trong phân khúc mà sedan hạng C, hiện tại là bên em có đến 3 chiếc Civic G 2020, 2 trắng 1 đen, 1 chiếc Elantra bản 2.0 2021 và 2 chiếc Mazda 3 màu đỏ ha anh chị. Thì bây giờ thì Duy sẽ giới thiệu đến các anh chị trước cái chiếc Mazda 3 đỏ pha lê bản Premium 1.5 2020, biển số thành phố Hồ Chí Minh và chạy 25.000 km ạ. Bản Premium thì trang bị tiện ích thì khỏi phải chơi rồi, đầy đủ tiện ích ha anh chị. Và xe này thì chạy ít nữa nên chất xe thì cũng còn rất là đẹp, được biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Nên các anh chị mà ở thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội mà lấy xe này á thì cũng sẽ không có tốn tiền ra biển 20 triệu ha anh chị. Mới chạy 25.000 thôi nên chất xe là như mới rồi. Premium trang bị đầy đủ tiện ích, có cửa sổ trời luôn ạ, có húp kính và hệ thống phanh chủ động của Mazda. Đây là hàng ghế sau ạ. Ở trong phía đây thì hơi tối nên các anh chị không cảm giúp gì nha. Chất xe này thì các anh chị xem thực tế sẽ thích ngay luôn ạ, rất là đẹp luôn. Phía sau xe đây ạ, xe này mới về, bên Duy cũng rửa xe và hút bụi xong là cho vào trưng bày luôn ạ, xe không trầy xước gì cả. Bên Duy thì bán xe luôn với chất lượng luôn được cam kết và đảm bảo anh chị, không đâm đụng nè, không thủy kích, động cơ hộp số là chưa qua đại tu, không tua đồng hồ km anh chị nha. Nếu mà các anh chị quan tâm đến các dòng ô tô đã qua sử dụng cho tiết kiệm chi phí thì liên hệ với Duy nha, số hỏi là 0908 779 773, Duy luôn hỗ trợ tối đa đến khách hàng của mình ạ. Bản Premium trang bị rất là nhiều tiện ích luôn ạ. Đây, ghế cũng có nhớ vị trí luôn ạ. Tất cả đều còn rất đẹp như mới. Thì Mazda 3 này thì trang bị bọc da hầu như là gần như toàn bộ nội thất luôn ha anh chị. Táp lô, táp đi cửa đều bọc da cả. Chiếc Mazda 3 bản Premium 1.5 AT 2020, biển số thành phố màu đỏ pha lê này chạy 25.000 km, bên Duy hiện đang chào bán là 698 triệu còn hơn lượng anh chị. Nếu mà anh chị nào quan tâm liên hệ Duy nha, số điện thoại là 0908 779 773, xem xe tại Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương ạ. Duy xin cảm ơn và chào tạm biệt ạ.